Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video nằm giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 999 token có ký hiệu là CAO. Thì token này, việc phân phối token này sẽ phân phối trong vòng 2 tuần sau khi niêm yết sàn giao dịch nha các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn cần click phần link mô tả dưới video mà tôi làm start chatbot nè bạn. Rồi các bạn chọn tiếng Anh nha các bạn. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn chọn sao hay góp nè. Rồi bấm vào menu Resell Inter và các bạn. Dòng đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ với bên B sẽ match trên trên chút của mình nha các bạn. Các bạn copy địa chỉ bên B mình. Các bạn gửi cho bot nè. Rồi bấm next nha các bạn. Tiếp tục các bạn subscribe tới Twitter nè. Gọi là account. Bot này là trên Twitter thì các bạn theo dõi nè các bạn. Các bạn like đi. Các bạn like và các bạn tweet lên đi các bạn. Like được rồi. Phan các bạn. Các bạn tweet lên bài viết nó đi. Tục cần này nó sẽ đăng bán video từ ngày 25 tháng 6 ở lúc 18 giờ mơ và farm vào ngày 30 tháng 6. Rồi bạn bắt đáp lại nha các bạn. Rồi các bạn điền lại username tại Twitter của các bạn. Send the link to you Twitter. Tiếp tục thì các bạn mở tại Twitter tất cả các bạn ra nha các bạn. Các bạn nhấp vào gạch cùng, nhấp vào một hồ sơ nè. Các bạn nhấp vào gạch cùng, nhấp vào chia sẻ nè. Các bạn sao chép đường link tại Twitter mình nha các bạn. Rồi, tiếp tục các bạn bấm nét. Like và retweet post nè. Rồi, các bạn like nè các bạn. Các bạn dẫn như tweet đi các bạn. Các bạn like nha các bạn. Các bạn dẫn như tweet. Tan dài người bạn bên dạo các bạn. Rồi, bấm tweet nè. Rồi, các bạn bắt up rồi nè. Submit link retweet thì các bạn gửi là một link retweet nha các bạn. Thì bạn mở Twitter các bạn gửi lại nè. Bạn nhấp vào bạn nghịch cùng, nhấp vào mô sơ nè. Các bạn chia sẻ lên các bạn đã retweet nè. Rồi các bạn gửi lên cho bot nè. Rồi bấm next tiếp tục nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn vote. Send photo. Rồi tiếp tục các bạn bấm vào 1 phút nha các bạn. Dota. Nó nằm chỗ nào các bạn? Con khao đâu rồi? Con khao của mình đâu ta? Rồi các bạn vào mục tìm kiếm nè các bạn. Mục search nè. Khi vào web các bạn login vào email của tất cả các bạn mới rút được tất cả các bạn. Để mình tìm một cái địa chỉ email của mình login các bạn. Các bạn chờ chút xíu nữa các bạn. Rồi sau khi các bạn login xong thì các bạn bấm vào một mục search này các bạn. Các bạn tìm kiếm chữ khao nữa các bạn. Đâu ta sao nó dài vòng quá. Sau nha các bạn nhỏ vào mục search nè. Các bạn tìm tập cận khao tôi win này các bạn nhấp vào nữa các bạn. Rồi nha các bạn gõ từ khao nè, rồi bấm vào một nút nữa các bạn. Rồi các bạn nhập vào, tôi không phải là người máy nha các bạn. Mạng yếu quá. Vui lòng nhập vào hình ảnh của chúng sẽ biết. Rồi sau khi các bạn lướt cấp tra xong, các bạn chụp màn hình lên nha các bạn. Rồi các bạn trở về con bot hồi nãy nha các bạn. Máy mình xem nó quá lag các bạn. Rồi các bạn gửi lên một bức ảnh photo cho nó các bạn. Rồi bạn gửi cho nó nè. Rồi tiếp tục bấm next nha bạn. Rồi tiếp tục bạn bấm menu. Ok, mình đã nhận được các bạn việc balance của mình rồi. Mình đã nhận được 9999 tốc cần khao nè các bạn. Thì các bạn việc lên ghép chia sẻ cho bè những thân được kiếm thêm tốc cần nha các bạn. Vậy video mình đang kết thúc, mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.